Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, như đã dự báo từ chiều qua đến hôm nay thì các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên thì đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Một số địa phương vùng biển như là Bình Định, Khánh Hòa thì đã có thiệt hại về tàu thuyền do mưa to sóng lớn vào sáng nay. Ngoài các tỉnh này thì từ nay đến ngày 2 tháng 4, mưa tiếp tục mở rộng ra các địa phương khác ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Thông thường thì mưa lũ miền Trung bắt đầu xảy ra từ tháng 8 hàng năm, nhưng năm nay thì ngay trong tháng 3 thì đã có mưa lũ và đây được xem là trạng thái thời tiết bất thường và nguy hiểm ở miền Trung. Do đó, để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, người dân các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo để chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại. Trở lại không tin về đợt không khí lạnh đêm nay và ngày mai, không khí lạnh thì sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi thì có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế từ ngày mai mùng 1 tháng 4, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, trời rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa thì có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa đo được từ 30 đến 50 mm và có nơi trên 70 mm. Khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Từ đêm nay trong đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5 và ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng mai thì gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động và sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển cả quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh và sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét. Từ đêm mai mùng 1 tháng 4 thì vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh và sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có nơi cấp 4, trời chuyển rét. Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực Trung Du và vùng núi trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2, trời chuyển rét. Nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và có thể có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và có thể có dông. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 20 đến 21 độ, độ ẩm 90 đến 95%.